Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế rất là sâu xa, khó có thể đo lường, khó có thể nắm bắt, không có giới hạn. Phật bảo Xá Lợi Tử. Đúng như vậy, đúng như vậy, như lời ông nói. Xá Lợi Tử, các chúng Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nếu không trụ tánh sâu xa của sắc, thì cũng không trụ đây là tánh sâu xa của sắc, như vậy là học tánh sâu xa của sắc. Nếu không trụ tánh sâu xa của thọ tưởng hành thức, thì cũng không trụ đây là tánh sâu xa của thọ tưởng hành thức, như vậy là học tánh sâu xa của thọ tưởng hành thức. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các chúng Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nếu không học tánh sâu xa của sắc, thì cũng không học đây là tánh sâu xa của sắc, như vậy là không trụ tánh sâu xa của sắc. Nếu không học tánh sâu xa của thọ tưởng hành thức, thì cũng không học đây là tánh sâu xa của thọ tưởng hành thức, như vậy là không trụ tánh sâu xa của thọ tưởng hành thức. Xá Lợi Tử, bạch Phật, bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế rất là sâu xa, khó có thể đo lường, khó có thể nắm bắt, không có giới hạn, thì khó tìm hiểu, chỉ nên thuyết cho các Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển kia. Bồ Tát kia đối với Pháp không nghi, không ngờ, không mê mờ, không hoang mang. Khi đó trời Đế Thích hỏi Xá Lợi Tử, nếu thuyết cho các Bồ Tát chưa được thọ ký, sẽ có lỗi gì? Xá Lợi Tử nói, người kia nghe kinh sợ hoặc sanh hủy báng, do nhân duyên này chịu khổ lớn lâu dài, khó đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Trời Đế Thích bạch, có Bồ Tát nào chưa được thọ ký, nghe Bát Nhã và làm mật đa sâu xa, tâm không kinh sợ, không hủy báng, rất tin hiểu? Xá Lợi Tử nói, có, Bồ Tát như thế từ lâu phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, từ lâu tu hạnh đại bồ tát, mặc dù chưa được thọ ký đại bồ đề, không qua chỗ một đức Phật hoặc hai Phật, nhưng nhất định sẽ được thọ ký đại bồ đề. Bấy giờ Phật bảo Xá Lợi Tử, đúng như vậy, đúng như vậy, như lời ông nói. Xá Lợi Tử, nếu các Bồ Tát chưa được thọ ký nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tâm rất tin hiểu, không kinh sợ, thì nên biết Bồ Tát đó từ lâu đã phát tâm đại bồ đề, trồng nhiều căn lành, vâng theo nhiều bạn lành. Xá Lợi Tử, bạch Phật, bạch Thế Tôn, con muốn nói chút ít thí dụ, cúi xin Thế Tôn cho phép. Phật bảo Xá Lợi Tử, tùy ý ông nói. Xá Lợi Tử, bạch bạch Thế Tôn, như thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa, trong giấc mộng thấy mình ngồi tòa bồ đề vi diệu, nên biết người này gần chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nếu có người được nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tâm không kinh sợ, hết lòng tin hiểu, thì cũng như vậy, nên biết người này từ lâu xa đã phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, căn lành đã thành thục, hoặc đã được thọ ký đại bồ đề, hoặc sẽ gần được thọ ký đại bồ đề, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Bạch Thế Tôn, ví như có người dạo chơi trong đồng hoang vu, ngang qua đường hiểm 100 do tuần, hoặc 2 hoặc 3 cho đến 500, thấy cảnh các thành ấp vương đô ở phía trước, nghĩa là thấy người thả trâu, vườn rừng, đồng ruộng, vân vân, thấy cảnh như thế, liền nghĩ, thành ấp vương đô cách đây không xa, sau khi nghĩ như thế, thân tâm thư thái, không sợ thú dữ, giặc dữ, đói khát. Cũng như thế, Bồ Tát được nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa, hết lòng tin kính, nên biết không lâu sẽ được thọ ký Bồ Đề, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, không còn sợ rơi ở địa vị thanh văn độc giác. Vì sao? Vì đã được thấy nghe cung kính lãnh thọ Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tướng trước của quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Bạch Thế Tôn, ví như có người muốn xem biển lớn, lần lượt đi đến biển, trải qua nhiều thời gian, khi không còn thấy núi rừng, liền nghĩ, này thấy cảnh tượng này thì biển lớn không còn xa. Vì sao? Vì gần biển lớn, đất chắc chắn thấp dần, không có các núi rừng. Người kia lúc ấy, mặc dù chưa thấy biển, nhưng thấy cảnh gần biển nên vui mừng hớn hở. Cũng như thế, Bồ Tát được nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa hết lòng tin kính, nên biết không lâu sẽ được thọ ký Bồ Đề, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì sao? Vì đã được thấy nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa là tướng trước của quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Bạch Thế Tôn, ví như mùa xuân hoa quả cây cối lá già đã rụng, cành nhánh tươi nhuận, mọi người được thấy đều nghĩ hoa quả lá non không lâu sẽ sanh ra. Vì sao? Vì các cây này hoa quả lá non hiện tướng trước vậy. Cũng như thế, Bồ Tát được nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa hết lòng tin kính, nên biết không lâu sẽ được thọ ký Bồ Đề, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề.
Khi ấy trong chúng hội có các thiên tử thấy xong hoan hỉ nghĩ, đời trước các Bồ Tát đã đắc tướng này rồi, không lâu sẽ được thọ ký Đại Bồ Đề. Nay các Bồ Tát này cũng được tướng này thì không lâu cũng sẽ được thọ ký Đại Bồ Đề. Bạch Thế Tôn, ví như người con gái mang thai đã lâu, thân thể càng nặng nề, làm việc hay nghỉ ngơi không được yên ổn, ít ăn uống ngủ nghỉ, chẳng thích nói nhiều, chán những công việc làm hàng ngày, vì bị đau đớn mệt mỏi nên dẹp hết các công việc. Bà mẹ kế thấy tướng như vậy, biết không lâu nàng sẽ sanh. Cũng như thế, Bồ Tát được nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa hết lòng tin kính, nên biết không lâu sẽ được thọ ký Bồ Đề, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, làm lợi ích an vui cho tất cả hữu tình đến tận đời vị lai. Bấy giờ Phật khen Xá Lợi Tử: lành thay, lành thay, ông nói ví dụ về Bồ Tát rất đúng, đều là nhờ năng lực oai thần của Như Lai. Thế Quyển thứ 559.